Xin chào quý vị khán giả, cô chú anh chị. Chúc cả nhà thật nhiều sức khỏe nha. Hiện tại Kha đang có mặt ở Bác Ái Ninh Thuận cả nhà. Nơi đây là vùng núi. Ở đây có một hoàn cảnh mà lúc trước Kha có đến đây ghi hình một lần rồi. Hoàn cảnh có một em trai cũng gần 30 tuổi á. Em ấy bị căn bệnh kiểu như là bị khờ ở cả nhà, rồi đầu óc suy nghĩ không có giống như người bình thường á. Hôm lúc đó Kha đến Kha thăm thì hoàn cảnh cũng rất là khó khăn. Thì lúc đó em ấy có một người vợ ở cùng để chăm sóc. Thì bấy lâu nay Kha không có đến lại khu vực này. Ngày hôm nay đi ngang thì chợt nhớ đến có gia đình em ấy. Bữa nay Kha đến thăm lại xem thử coi dạo này tình hình của nhà em trai ấy như thế nào. Sẵn tiện tặng cho một bao gạo của cô Ngọc Lan luôn nha cả nhà. Mời cả nhà đồng video cùng với Kha nha. Cái đường này, cái này nó khó đi vậy ta. Wow. Kì. Mình đến không, mình đến. Kì. Ô, chào em trai. Đang làm gì vậy? Hả? Đang làm cái gì đó? Hả? Lấy bắp cho gà hả? Ờ, hôm nay đó tặng em bao gạo để ăn nè. Ba em đâu rồi? Ba em ở dưới nhà. Mẹ đâu? Mẹ ở dưới kia rồi. Ừ. Ủa nhậu nữa hả? Này em uống hay là ai uống đây? Phải rượu không? Rượu. Đổ rồi đừng uống nữa. Ăn cơm chưa? Đã ăn rồi. À. Hôm bữa giờ có đi chăn bò không? Có. Hoàn cảnh đây cả nhà. Hôm bữa chắc bây giờ em không nhớ anh đâu ha. Em hôm bữa em nói là em tên gì anh quên rồi con. Em tin luôn à. À luôn đúng rồi, luôn cả nhà. Kì. Dụ cho chó nó nín dễ nói chuyện cả nhà. Kì. Ba mẹ em đi làm rẫy hết rồi hả? Dạ. Ừ. Rồi vợ em đâu rồi? Vợ em bỏ rồi. Ủa? Ủa vợ bỏ rồi hả? Dạ. Vợ bỏ lâu chưa? Lâu rồi. Để bỏ luôn. Vợ để rồi bỏ luôn. Được mấy tháng rồi em, vợ bỏ em mấy tháng rồi? Nhớ không? Từ tháng 8 đến giờ. Tháng 8 đến giờ. Tháng 8 đến giờ là tháng 8 đến giờ là nửa năm rồi. Nửa năm rồi. Là vợ em có bầu rồi, sanh con xong rồi bỏ đi luôn hả? Dạ. Sao vậy? Hai vợ chồng có cãi nhau không? Thấy hoàn cảnh em khổ, vợ đi rồi mà. Ồ vậy sao? Có phải vợ thấy em bệnh rồi vợ bỏ không? Phải á, em thấy em bị sai. Ở với nhau tục tặc này kia vợ không chịu á. Ừ. Vợ sợ bị sai này kia. Ừ. Bị điên rồi chạy tùm lum vợ không chịu ở. Vợ nói em điên chạy tùm lum. Dạ. Rồi vợ chịu không được nữa. Dạ. Rồi vợ đi, vợ ôm con đi luôn hả? Lúc đẻ em không đi theo á. À. Em bị say, đi ăn đùa, biết nuôi chăm con, chăm vợ. Ừ. Kêu bỏ luôn. Rồi vợ bỏ đi, em có năn nỉ vợ ở lại không? Có chứ. Gia đình họ hàng của vợ cho
ở với em nữa. Là gia đình của vợ không cho. Dạ. Bắt vợ em phải bỏ em. Dạ. Ồ. Cái lúc đó là Kha ghi hình hình như là gần một năm nay rồi, cả nhà Kha nhớ là gần một năm rồi nha. Lúc đó tới quay hoàn cảnh của em Lung là lúc đó là có gặp vợ của em Lung. Cả nhà có thể lục lại video đó để xem. Em Lung ngồi ở bên cái nhà bên kia kìa. Bây giờ em còn ở bên nhà kia không? Còn. Còn đúng không? Tối nào em ngủ đó rồi. Nhà này có ba mẹ em không? Dạ. Ừ. Là lúc đó gặp vợ của em Lung, vợ em Lung chia sẻ rất là tội. Kha có hỏi là em Lung như vậy rồi Kha có hỏi em Lung như vậy rồi vợ của em ấy là có đồng ý thương, chấp nhận ở suốt đời với em Lung hay không? Lúc ấy là em ấy nói là dù chồng của em ấy có như thế nào thì em ấy vẫn chung thủy suốt cuộc đời. Thì lúc đó Kha cũng có mở lời khen đối với vợ của em Lung. Thật sự không ngờ là ngày hôm nay là đến lại thì vợ em ấy đã bỏ rồi cả nhà. Kì. Sao vậy ạ? Mấy con chó nó sủa ghê nha. Rồi vợ đi mấy hôm giờ ở mình buồn không? Buồn chứ, nghĩ mày đâu có gặp nữa đâu. Nhớ chứ, nhớ vợ lắm. Nhớ lắm hả? Dạ. Nhà vợ em ở đâu? Còn ở trong làng đây ạ. Mà vợ không thấy thương mình lắm. Thấy lắm. Làm ăn đồ này kia hoàn cảnh khổ quá. Xong em bị điên đồ này kia. Vợ không chịu ở nữa. Gia đình vợ nói em bị điên hả? Dạ. Rồi vợ em cũng nói vậy luôn hả? Dạ. Rồi mấy hôm giờ anh hỏi thiệt nha, mấy hôm giờ có khi nào mà lên cơn đồ đi vòng vòng trong núi không? Có. Có hả? Em thì biết điểm đó. Cái lúc mà em lên cơn á, là em có nhớ được mình đang làm cái gì không? Thấy đường là đi. Lúc đó em không tự chủ được trong đầu em hả? Không, cứ thấy đường đi mò trong rừng. Thấy đường. Thấy cứ đường, thấy đường là đi à hả? Dạ. Cứ đi tùm trong rừng. Đi xong rồi chiều tối mới về, ông bà già sợ. Ừ. Đi kiếm em đâu có ở nhà đâu. Ừ. Em chạy tuốt trên núi, sẽ qua đi qua bằng trong núi. Rồi. Có khi nào mà em đang đi vô trong rừng rồi tự nhiên em tỉnh lại. Rồi em giật mình, em thấy tại sao em lại vô trong rừng. Có khi nào có cái tình trạng đó xảy ra chưa? Có chứ. Em lên cơn rồi em bỏ em đi vô rừng rồi đang ở trong rừng em tỉnh lại. Em tìm đường về. Thấy giống như người ta đuổi mình vậy đó. Ồ. Thấy giống như trong bạn bè hoặc là người xung quanh mình quen á. Thấy giống như người ta đuổi mình theo mình vậy đó. Mình sợ mình chạy rồi tiến rồi không đâu có thấy người gì đâu. Ngủ như gà hết đi trời. Bây giờ em cũng nhiều lần lắm rồi. Tức là mỗi khi mà em lên cơn là em nhìn thấy xung quanh em là có người đuổi em hả? Dạ. Em nhìn thấy những người đó là bạn bè của em hả? Bạn bè trong xóm rồi thấy hết. Mà những người đó bây giờ còn sống không? Còn. Còn sống? Vâng. Rồi khi mà đi tầm bậy tầm bạ đến khi tỉnh lại là mới biết rồi xong mà tìm đường về nhà lại. Dạ. À. Bấy lâu nay em có đi bệnh viện em khám không? Không. Không. Em đi nuôi giờ em trong bệnh viện. Em cũng thấy rất là nhiều người theo em. Em sợ quá em bỏ về luôn. Bỏ vợ ở bệnh viện em chạy về. Làm sao bỏ vợ bệnh viện ấy? Em sợ thấy người toàn là không biết nói với mình gì hết. Thấy người toàn là xấu không. Người ta nói xấu mình nhiều lắm. Không biết nói gì cho người ta chạy về luôn. Ừ. Em nói thiệt á. Gặp trường hợp nhiều lắm rồi. Tức là vợ em đi sanh ở dưới bệnh viện. Em xuống em nuôi đúng không? Dạ. Rồi đang trong quá trình nuôi vợ. Rồi thấy người ta đuổi mình, ta chửi mình, ta đuổi mình. Dạ. Rồi lên cơn rồi bắt đầu bỏ về luôn. Cái này... Ở trong bệnh viện em có nó ơn nữa đâu. Ừ. Nhất đầu xài giống như... Không biết nghĩ chuyện gì nữa. Tới mình điên rồi không biết cái gì nữa. Rồi lên cơn cái là bỏ về. Dạ. Rồi về đây rồi em tỉnh lại rồi em mới biết là em bỏ vợ em ở bệnh viện hả? Dạ. Rồi có xuống lại không? Có. Xuống lại. Rồi gặp... Trường hợp đó nữa, em cũng chạy về nữa. Hoài luôn? Dạ.
Rồi vợ em lúc đó có nói gì em không? Có chứ. Sao đi đi về bỏ đi đi xong rồi lên biết. Em đâu có biết ở em không chịu ở trong bệnh viện. Em bị sai rồi. Thấy tùm lum à. Thấy giống như người đang ở xung quanh mình nói mình tùm lum. Còn mình thì thấy kêu người ta nói người ta đâu có thấy là. Cái này là cả nhà. Cái này là chứng rối loạn tâm thần, gọi là chứng hoang tưởng đó. Nếu nói về góc khoa học thì là như vậy, mà nếu đi khám vào trong bệnh viện tâm thần á thì cả đón cũng có thể là như vậy thôi. Còn cái chuyện mà về cái góc tâm linh thì mình không biết, em luôn có dính cái gì không mình không có biết. Còn về góc khoa học á, về bệnh đó, thì Khang nghĩ là chắc là em luôn bị về vấn đề về rối loạn tâm thần, chứng hoang tưởng á, cho nên luôn luôn nhìn thấy những người xung quanh đuổi mình, chửi mình, mắng mình, đúng không? Đúng. Tại vì á, cái điều kiện của em ấy ở đây ở trong rừng, trong núi cả nhà. Hoàn cảnh khó khăn á, quanh năm suốt tháng á, hàng ngày đi làm kiếm từng cái hột gạo để ăn, cho nên là rất là khó khăn, khổ cực. Cái tiền để ăn cũng không có, cho nên cái tiền mà đưa đi bệnh viện khám nó là không thể nào. Nó rất là khổ. Mà nếu mà có tiền đi khám á, thì thứ nhất là nhà không có ai đưa đi. Thứ hai là cho dù họ có đưa đi thì cái trình độ của những người miền núi ở đây á cả nhà, cái này không phải là chê nhưng mà cái đó là đúng sự thật. Tại cái trình độ những người miền núi ở đây là hồi xưa giờ người ta sống ở trong núi á, là người ta chỉ biết làm rẫy làm rừng thôi. Người ta ít có hiểu biết những cái chuyện ở ngoài. Với cái hiểu biết của người ở đây mà người ta đi đưa một bệnh nhân như vậy đi vào trong bệnh viện tâm thần để khám. Nó là một vấn đề nan giải luôn. Thứ hai nữa là nếu mà đưa xuống đó khám được rồi là chăm sóc được một người bệnh ở trong đó và lấy thuốc kê đơn để uống, nó là một vấn đề khó đó nha cả nhà nha. Tại vì ác một cái là người đồng bào thiểu số ở miền núi này họ không phải như người Kinh mình. Khi mà có bệnh là dòng họ, bà con, người thân, gia đình thì xúm lại đưa đi bệnh viện rồi điều trị rồi khám rồi này nọ là nó rất là dễ. Còn ở miền núi nó khác. Cho nên khi mà xảy ra bệnh là cứ để liều để thí đó luôn. Rồi riết cái đó nó đổ nặng ra là rất là khó điều trị. Bây giờ anh hỏi thiệt em nha, như em ngồi đây với anh vậy, em có phân biệt, em có hiểu hết những gì anh nói không? Vẫn nghe được. Vẫn hiểu hết. Vẫn nghe được nhưng mà nghe được. Hiểu. Có nhiều cái anh nói sâu xa em không hiểu được đúng không? Dạ. Nhưng mà em nghe được hết phải không? Nghe được. Ví dụ như là, ví dụ như anh nói một cái đơn giản cho em hiểu nè. Dạ. Ví dụ anh hỏi em, thuốc này em hút một ngày mấy điếu? Khoảng cứ 10 điếu một ngày. 10 điếu một ngày? Dạ. Là cho một gói em hút 2 ngày ha? Dạ. Là hỏi như vậy em hiểu. Dạ. Còn cái bắp này em lấy ở đâu để em làm như vậy đây? Em lấy cho gà. Okay. Ý là ở đâu mà có cái bắp này? Bắp của ông bà già trồng. Ừ. Rồi em đi hái về hả? Dạ. Rồi mới lặt ra về cho gà ăn. Dạ. Gà em nuôi được mấy con? Gà của ông bà già nuôi chơi. Em không có cái gì hết. Chỉ có ở kệ cho ông bà già. Ở kệ ông bà già. Dạ. Rồi ông bà già đi núi rồi ở nhà em có nấu cơm em ăn được không? Có, nấu được. Hồi trưa này nấu cơm ăn chưa? Có rồi. Nấu rồi xong chưa? Ừ. Cái bao gạo này là bao gạo 20kg nha. Cái bị này là mình nấu canh á, mình lấy cái này mình nêm vô canh. Cái này nó giống như muối, giống như bột ngọt vậy em biết không? Mình nêm vô canh. Cái này chắc để ông bà già em về cho ba mẹ em nấu cho dễ. Cái này 20kg gạo này nè. Của Mạnh Thường Quân tặng nha. Về cơm nước là chắc đa số bên nhà của ba mẹ em nấu thôi chứ em bên kia em đâu có nấu đâu phải không? Dạ đúng rồi. Chỉ là tối em ngủ bên kia thôi đúng không? Dạ. Rồi bây giờ em rinh cái này vô trong nhà ba mẹ em để đi. Dạ. Rồi xong anh với em qua bên nhà bên kia nói chuyện chút nha. Dạ. Nè, em vác đây, em vác cho em để chỗ nào em để đây cho nó dễ. Trời ơi, bị tâm thần mà vợ bỏ em cả nhà. Lúc trước Kha lên đó thì còn có vợ chăm sóc, bây giờ vợ bỏ luôn rồi. Cha mẹ đi làm ở nhà chồng gọc mình vậy đó cả nhà. Thấy khỏe mạnh vậy chứ không phải khỏe mạnh gì đâu cả nhà. Tại đợt trước Kha có đến ra ghi hình một lần rồi. Nghe ba của em ấy chia sẻ cũng bất tội luôn.
Rồi đi qua bên kia nuôi nói chuyện với anh chút đi. Tối em ngủ ở đây hả? Dạ. Ngủ trên cái nệm này phải không? Dạ, đúng rồi. Bắp này là bắp của ba mẹ hái về nè hả? Dạ. Hồi trước là hai vợ chồng ngủ ở đây đúng không? Dạ đúng rồi. Rồi vợ đi, rồi vợ có đem đồ quần áo đi theo không? Có, mang về hết luôn. Đi hết luôn hả? Dạ. Nếu mà con em mà bây giờ tính là bây giờ là được mấy tháng tuổi rồi? Chắc được 6 tháng tuổi rồi. Ừ. Là lúc nãy em có nói là vợ bỏ đi lúc vừa sinh con. Dạ. Là ôm con đi luôn mà vợ bỏ đi từ tháng 8. Dạ. Tháng 8 đến bây giờ là đúng rồi, 6 tháng tuổi đúng rồi. Hồi lúc trước á, anh có nghe ba em nói em thường lén em đi kiếm rượu em uống lắm phải không? Dạ. Tại sao lại uống rượu? Buồn hay sao? Không phải buồn, bởi vì thấy bạn bè đi, thích đi theo người khác. Thích đi theo bạn bè? Dạ. À. Mà uống rượu là phải có tiền để mua rượu. Rồi em có tiền em mua rượu không? Em không dám đi mua, kêu mẹ đi mua. Kêu mẹ đi mua? Dạ. Rồi mẹ không cho tiền rồi, lấy đâu mua, khỏi uống luôn hả? Dạ. Cả nhà thấy không? Người ta nói là có hoạn nạn mới thấy chân tình cả nhà. Thật sự mà rất là khó để cho một người vợ bình thường mà sống chung với một người chồng bị bệnh tâm thần giống như em luôn đây. Lúc trước Kha đến Kha hỏi thì nghi vợ em ấy chia sẻ là sẽ sống với em ấy đến hết cuộc đời. Thật sự mình lúc đó mình rất là phục em gái ấy. Thì đến bây giờ mình đến lại thì hỏi qua thì cái đây cũng là một cái điều hiển nhiên ở trong cuộc đời thôi, trong cuộc sống mà cả nhà. Có lẽ là cả nhà cũng thường xuyên thấy những cảnh này thôi. Rồi bây giờ sắp tới rồi, em dự định như thế nào? Em có tính đi kiếm vợ kiếm con để tìm thăm không? Em có nhớ con em không? Nhớ. Nhớ con không? Có. Rồi có dự định đi thăm con không? Có dự định mà không có tiền sao đi thăm con. Thế tối quá đi không. Em buồn lắm. Mà ông bà già cũng không cho đi nữa. Ừ. Bên gia đình của nhà vợ nói xấu gia đình em. Ừ. Làm ăn không được ra cái gì, không kiếm công làm, không có công việc đi làm. Ừ. Nhưng mà em đâu có biết công việc đi làm ở đâu đâu. Ừ. Người khác ở xung quanh, người ta không dám kêu em luôn. Thấy em bị bệnh tâm thần không dám kêu đúng không? Dạ đúng rồi. Rồi gia đình bên vợ nói em như vậy rồi cho nên là không cho em tới thăm vợ thăm con luôn hả? Dạ. Nhưng mà suy nghĩ của em là em nói là phải có tiền mới đến thăm con được đúng không? Dạ. Nhớ con không? Nhớ chứ. Như ví dụ như bây giờ mà tới thăm con là em sẽ cho con cái gì? Nếu mà có tiền em sẽ mua cho con cái gì? Trước em đi làm được kia được mấy ngày mua sữa cho con, đưa tiền chứ vậy thôi. Em nó có gì nhiều đâu mà đưa cái gì cho vợ cho con. Là lúc đó là vợ bỏ đi chưa? Bỏ đi rồi. Bỏ đi rồi. Dạ. Rồi em đi làm. Dạ. Em kiếm tiền. Dạ. Em mua sữa em tới em thăm con hả? Dạ. Rồi tới thăm con rồi gặp con rồi vợ có nói gì không? Vợ con có nói chuyện với mình, chỉ cứ ôm con xong rồi về. Mua sữa tới. Dạ. Cho con, rồi vợ không nói chuyện với em. Dạ. Rồi em cho sữa cho con xong em về lại đúng không? Dạ. Rồi lúc đó là em sẽ nghĩ sao, em có buồn không? Buồn lắm chứ, vợ với lại mẹ vợ nó có nói chuyện cho em nữa nè. Ừ. Người ta nhìn mặt em thì thấy ghét rồi, em không dám đi nữa. Ừ. Không biết làm chuyện gì với họ, họ mới giận như vậy, em không hiểu nữa. Ừ. Hồi đó giờ em có xúc phạm gì bên phía vợ không? Không.
hai vợ chồng thương nhau mới lấy nhau. Ừ. Bên hai họ cũng nói hợp nhau hết rồi. Ừ. Mà thấy cảnh của em khổ quá, vợ nó chắc đi theo mấy người đàn ông khác ở đó. Cái người sang xóm em thấy biết vậy em không dám nói. Sao em nói là anh nghe, vợ em là đi theo người khác hả? Dạ. Có không? Có chứ. Có thấy thì mới nói nha, đừng có vu oan cho vợ nha. Không vu oan, em nói thiệt nha. Thấy người khác em không biết, em không thấy xe người ta đi xe đẹp, xe cổ đâu đó. Ừ. Vợ sắm đẹp cho nhà kia, đi theo mấy anh khác. Em thấy em bị điên, bị đồ, không chịu ở nữa. Em thì thôi, em không cần gì nữa, chỉ có ở với ba mẹ. Ừ. Vậy thôi. Ừ. Khi nào khỏe em muốn đi kiếm công việc đi làm. Ừ. Em nghĩ như trong người của em như vậy, em không nghĩ gì khác. Là em nhìn thấy vợ em đi với người khác hay em buồn hả? Buồn chứ. Nhìn thấy luôn hả? Nhìn thấy vợ đi với người ta luôn hả? Ừ. Đi chung thôi đúng không? Chứ không có làm gì đúng không? Đúng rồi. Ừ. Chỉ có đi chơi vui. Nói chung thấy cũng chưa chắc là vợ em đi với người khác đâu. Có thể là mắt mình nhìn nhưng mà không phải vậy. Có thể là em thấy vợ em đi cùng trùng hợp một cái lúc nào đó thôi. Chừng nào mà em thấy vợ em ôm người ta, lúc đó thì mình mới khẳng định ha. Còn thấy vợ mình đi chung với người ta chưa chắc. Có nhiều cái thấy trước mắt là phải vậy. Cho nên đừng có nghĩ oan cho vợ em. Có đôi khi vợ em bỏ em là thứ nhất là có thể là do bên nhà vợ. Thứ hai là có thể là vợ em sống với em bệnh như vậy là áp lực khổ quá, vợ em chịu không nổi. Rồi vợ em bỏ đi thôi. Chứ em đừng có suy nghĩ oan cho vợ là cứ khăng khăng khẳng định là vợ mình theo người khác rồi bỏ mình. Đừng có suy nghĩ vậy. Mình thấy trước mắt, tận mắt hả, mình mới tin. Hả, anh nói em hiểu không? Yeah. Ừ. Hồi đó em nói với anh em bao nhiêu tuổi anh quên rồi. Em năm nay cũng lớn tuổi. Em năm 97. Năm 96, 97 gì đúng không? Dạ. Yeah. Ừ. Rồi bây giờ đi làm mà không có ai mướn em luôn hả? Không. Người ta thấy em bị điên, người ta không dám kêu. Ừ. Em đi làm bên kia khoảng cơ 10 ngày, 20 ngày em đuổi về mới nhớ vợ. Nhớ vợ. Về rồi chờ. Nó có nhìn mặt nó. Ừ. Mới thấy ghét cái sao, điên sao. Ừ. Rồi còn ở nữa. Gia đình em làm ăn cũng hơi khổ. Ừ. Vợ chị không thích ở trên này, vợ chị thích ở dưới rồi. Ừ. Trên này nước đồ xa này kia cũng thấy khổ. Ừ. Không chịu ở. Ừ. Trên này dưới kia cho người ta ăn. Ừ. Sướng gà đồ này kia, trên này còn bắt đi chặt củi này, đi múc nước này. Đi làm tùm lum, tại vì em công việc của em là như vậy. Ừ. Đấy. Ba mẹ đi rừng tới chiều mới về hả? Dạ. Hồi năm trước ca đến ca thăm là ba của em ấy cũng bệnh yếu rồi cả nhà, thấy ho ghê lắm. Mà không biết bây giờ tình trạng thế nào, ba em bây giờ còn ho không? Còn chứ. Còn hả? Ừ. Tưởng đâu hôm nay tới gặp ba mẹ em ấy thì nói chuyện. Chứ còn em ấy thì lúc tỉnh lúc mê á cả nhà. Mình cũng không có dám cho tiền nhiều cho em ấy. Chữ tại vì nhiều khi lên cơn cái dục tiền đâu cũng biết luôn á. Thấy vậy chứ lên cơn cái là không có phải vậy cả nha. Hôm bữa giờ có ai phát quà cho nhà em không? Có. Ừ. Phát ông bà già em. Ừ. Em không có phần của em. Thuốc này ở đâu mà em có em hút đây? Bà già mua cho. Ba mẹ mua cho hả? Dạ. Ừ. Ngày nào mà không có thuốc hút em chịu được không?
chưa được nhịn. Nhịn. Có khi nào mà không có thuốc hút em lấy cái này em quấn em hút không? Có nha. Em lấy mấy cái dơ của em quấn hút. Lấy mấy cái giấy hả? Rồi quấn cái rau bắp này hút hả? Dạ. Hút cái đó nó ngon không? Nó ngon bằng cái này không? Không. Dở hơn hả? Dở. Gói thuốc này bao nhiêu tiền có em biết không? Biết. Ông bà già mua. Không biết bao nhiêu tiền gói luôn hả? Mua bao nhiêu có thuê. Anh cho em mấy chục mà để em bọc để dành mua thuốc hút nha. Dạ. Chứ đưa tiền nhiều cho em mấy cao không dám đưa cả nhà. Công lên cơn rồi dục ở đâu mất không biết luôn á. Nè, anh cho em 100 ngàn. Về đưa cho ba kêu để dành luôn thuốc cho con hút nha. Chứ đừng mua rượu uống nha. Cảm ơn. Rồi bây giờ không có làm được cái gì, là không có tiền bạc, là không có đi thăm con được luôn hả? Dạ. Có dự định sắp tới là sẽ ra sao không? Sẽ đi làm cái gì không? Nó anh nghe ngay. Em muốn đi làm lắm chứ. Là chú nào người ta không cho đi. Nhặt cái là tao không có mướn hả? Dạ. Cũng ở nhà theo ông già đi rừng. Đi bóc mấy cái thuốc bán. Vậy là em thường đi với ba lên trên đó để hái thuốc đúng không? Nhưng mà thuốc gì thì em không biết, chỉ cần đi với ba là ba hái, nhưng mà giờ ba bán là ba cho tiền em. Dạ. Cho ngày 20-30 mua thuốc hút không? Dạ. Rồi bữa nay là không có đi, bữa nay ở nhà hả? Bữa nay ở nhà. Ừ. Nhưng mà người ta kêu đi hái em với ba em đi. À, người ta kêu đi hái em với ba em đi. Dạ. Có ba dẫn thì mới đi được đúng không? Dạ. Cũng tội cả nhà, bị bệnh đâu mà ai đâu muốn đâu. Nhìn thấy thân trai khỏe vậy chứ nhiều người nhìn vô ta nói sao làm biến không đi làm, nhưng mà người ở trong cuộc mới biết cả nhà cái bệnh gì. Chứ mà cái bệnh rối loạn thần kinh, cái bệnh tâm thần là một cái căn bệnh, nó bệnh căn bệnh gọi như là rất là nan giải luôn. Điều trị kịp thời thì nó còn giải quyết được, mà để lâu nó làm vô là với lại hoàn cảnh núi non gì nữa là bó tay. Ở ngoài cái cây sồi kia anh thấy có một cái miếng vải đỏ gì mà để cắm mấy cây nhang lên vậy, cái đó cái gì vậy em? Luôn em biết ông già em hay về chơi. Ừ, hay về chơi cây lan. Dạ. Nhưng mà chỗ cái lan anh thấy cắm ba cây nhang, anh tưởng thờ cái gì chỗ đó chứ, có thờ cái gì chỗ đó không? Không. Giờ nói với ba mẹ là có anh Kha đến thăm nha. Yeah. Ừ, có anh Kha đến thăm, anh Kha tặng bao gạo. Đáng lý anh Kha tính cho tiền, nhưng mà anh Kha không có gặp ba mẹ ở nhà, anh Kha không có dám cho. Yeah. Ừ, rồi anh Kha cứ nói với ba mẹ là anh Kha cho con 100 ngàn để mua hút thuốc thôi, chứ anh Kha không dám cho nhiều nha. Nếu yeah. Mai mốt mà có duyên á, anh Kha đi ngang đi lại gặp ba mẹ thì anh Kha cho hỏi thăm lại. Yeah. Ừ, lúc đó anh Kha giúp đỡ sau nha. Yeah. Về nhớ nói ba mẹ vậy nha. Yeah. Nhớ tên anh là gì em nói lại nghe nghe. Anh tên gì? Kha. Ừ. Gặp anh lần là mai mốt tao lại chắc nhớ chứ ha. Dạ. Ừ. Thôi hôm nay Kha đến đây cũng thăm lại hoàn cảnh. À, tiếc là không gặp ba mẹ mấy để chia sẻ. Thì nói chung bây giờ em mấy tỉnh nè. Chứ mà khi lên cơn là kiểu như chạy tùm lum là bó tay á cả nhà. Cũng rất may mắn hôm nay Kha đến đây gặp em mấy ở nhà để có chuyện tâm sự, mới biết là vợ em mấy bỏ đi rồi. Thì trong cái quá trình mà chia sẻ em ấy có nói gì mà sơ suất mong cả nhà thông cảm nha, bởi vì em ấy là một người bị bệnh tâm thần cả nhà.
Kha xin cảm ơn cô chú anh chị, cảm ơn món quà của cô Ngọc Lan, tuy nhỏ nhưng mà có ý nghĩa gửi tặng đến gia đình em ấy. Kha xin kết thúc video đây, hẹn gặp lại cả nhà ở video tiếp theo. Chào, bye bye.